Người Việt chiếm khoảng 0,7% dân số ở Texas. Họ tham gia vào nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội Hoa Kỳ. Người Việt cũng mau thích nghi hòa nhập vào cuộc sống với dân bản xứ. Vì vậy, công việc làm ăn cũng dễ dàng và thuận lợi. Tiểu bang Texas có khu thương mại lớn của người Việt ở vùng Bel Air, tiêu biểu là những cửa hàng trung tâm nằm ở trục đường ngang của Bel Air và Boone. Hai khu vực lớn gọi là Hồng Kông City Mall và chợ Việt Hòa. Ngoài ra còn có vô số các chợ siêu thị, cửa hàng lớn nhỏ do người Việt làm chủ trong vùng Houston, chuyên cung cấp các mặt hàng rau củ quả, trái cây và thực phẩm gốc châu Á, tươi ngon với giá cả hợp lý. Tại đây chúng ta dễ dàng bắt gặp nhiều bảng hiệu mang tên Việt, cũng như các món ăn thuần Việt như phở, bún bò, hủ tiếu, bánh cuốn hay nem chả. Các món ăn ngon của người Việt không chỉ phục vụ cho dân ta, mà đã đi vào đời sống của người bản xứ tự nhiên và giản dị, như tên gọi của chúng. Bởi người dân địa phương cũng chẳng cần quan tâm ý nghĩa của tên gọi các món ăn, mà chỉ cần nội dung tuyệt hảo của món ngon là đủ. Bánh cuốn hoa là cửa hàng ăn uống có mặt tại Houston từ rất lâu. Hiện đã có hai chi nhánh tại địa phương. Bánh cuốn hoa có đầy đủ hương vị đặc trưng của món bánh dân dã làm từ gạo này. Nhà hàng sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của thực khách khó tính. Bánh cuốn hoa có nhiều loại khác nhau khi ăn với chả, thịt nướng hay với từng loại nước chấm. Đặc biệt, bánh cuốn được lót lá chuối hấp bên dưới, nên khi ăn, mùi thơm của lá thấm vào đầu lưỡi cho ta hương vị thật tuyệt vời. Mời các bạn hãy chọn món ăn trong bản thực đơn, thật phong phú đa dạng. Từ phở, bún riêu, bánh cuốn đến bún đậu, mắm tôm. Wow, thật là thích thú khi ở xứ này mà chúng ta lại tìm được món mắm tôm. Đúng là kính nể bà chủ nhà hàng. Bởi vậy, đây cũng là món đặc sản đặc biệt của nhà hàng. Trong bếp, nhân viên luôn tay chế biến các món khác nhau theo yêu cầu của thực khách. Hình ảnh các bạn thấy là cách tráng bánh cuốn thủ công truyền thống chẳng khác gì ở Việt Nam. Cạnh bên là nồi bún riêu khổng lồ đang bốc khói. Tôi cứ băn khoăn tự hỏi, không biết họ tìm cua đồng và ốc ở đâu trên xứ Mỹ này nhỉ? Tôi hỏi bà chủ và được trả lời. Đó là một việc kỳ công, vì tiêu chuẩn quản lý thực phẩm nhập vào Mỹ rất khắt khe. Cái tiệm của tôi thì mục đích là để phục vụ cho người Việt Nam. Tại vì hồi tôi bên Việt Nam là tôi đã từng có bán hàng ăn, hồi mấy chục năm chỉ có hàng ăn thôi. Thành ra tôi kinh nghiệm được nhiều các món bên này á. Thì những người bên này rất thích những các món, nhớ những cái món quê hương thì ở tiệm của tôi thì có canh bún, bún riêu. Canh bún thì là ở đây tôi làm cái bột đặc biệt không giống như Việt Nam. Nhưng mà sự thật là rất là ngon, thật là dai. Vâng, thì ai ăn cũng thích. Tôi thì vừa người Việt Nam, vừa Mỹ, vừa Mẽ, mà tất cả các dân tộc đều thích cái của tôi hết. Bên cạnh những trung tâm thương mại hiện đại, có một ngôi chợ đặc biệt của người Việt ở Houston. Hay đúng hơn là của khoảng 10 cụ già Việt Nam bày hàng bán ven đường cạnh nhà thờ La Vang, được mọi người gọi với cái tên gần gũi chợ Chồm Hổm. Chợ họp mỗi sáng Chủ nhật hàng tuần từ 5 giờ sáng đến 10 giờ trưa. Nào, bây giờ mời các bạn cùng chúng tôi đi chợ quê nhé. Mà những cái hạt rau này mình mua ở đâu bà? Ở Việt Nam chẳng nó gửi ra. Có gửi khang được hả bà? Gửi ít ít đó. Rồi là sang rồi nó giống ra. Vậy bó vậy là bao nhiêu tiền? Đồng bạc. Nói theo cách các cụ già xưa ở Việt Nam là nhớ chợ.
Chính vì vậy mà nhìn các cụ bán như trẻ em chơi đồ hàng, mớ rau chút chút, gói hành nho nhỏ, bó hẹ xinh xinh. Mỗi món giá bán chỉ từ 1 đến 2 đô. Bà bán lâu chưa bà? Tôi bán này cũng là mấy năm, tôi sang đây được 8 năm rồi, tôi bán 6 năm rồi, 6 năm mấy. Dạ. Yeah. 6 năm. Chị bán đây lâu chưa? Dạ, mới bán được có mấy tháng. À. Tháng mới được có 4 năm. Cái này cũng được Hà Lan mà organic. Mình trồng ở trong cái khay này. Yeah. Ăn sống cũng được, làm lẩu được. Sao mình mua ở đây mà mình không vào siêu thị? Dạ, mua ở đây chứ cái bình lừa được từ hai thầy ngon ngữ trung chợ á. À. Nhiều lúc họ bỏ ông bao mua về bằng bị thủi một nửa. À. Dạ, bỏ nhiều quá. À, yeah. Mua đây về ví dụ mình ăn bữa nào bữa mình làm cả bỏ dây lần khỏe. Tại vì em có bỏ tủ lạnh nấu lần dòng họ. À. Dạ, bữa nào em nấu bữa đó bữa em thấy tươi. Bữa ưa tới đây mua. Cảm ơn chị. Tới đây xa lắm. Cảm ơn chị. Đi du lịch qua chơi. Đi qua chơi nhờ cũng đi bán. Dạ. Thay thế cho ông ấy đi vô đi lễ. Dạ. Chứ có bán là người, mấy người ta đi lễ ra đó. Rồi bắt đầu người ta tới mua. À, hay là hoặc người ta đi lễ, người ta tới mua, ta đi mới đi lễ sao? À, dạ. Tới ba lễ nữa mà. Con đường vắng xe qua lại trước mặt nhà thờ La Vang ở Houston từ lâu đã là một địa điểm thích hợp cho việc họp chợ. Và cảnh sát Mỹ cũng thông cảm ngó lơ cho cái nét văn hóa chợ làng quê Việt của các cụ già. Bởi họ cũng biết chợ chỉ là nơi gặp nhau để mọi người thỏa nỗi nhớ quê hương Việt Nam mà thôi. Chợ chỉ bán vài tiếng buổi sáng chủ nhật nên hàng cũng không nhiều. Cô bán lâu chưa cô? Cá được hơn 5 rồi. Cá này mình lấy ở đâu cô? Cá này cá câu. Cá câu ta mới mày ăn câu. Đâu phải vịt nã. Cá đâu. Đâu. Cá này cá hành, cá này cá chim. Dạ. Thường mình có bán hết không cô trong ngày á? Dạ bán hết. À. Còn lễ bán có ngày thì ngày chủ nhật. Yeah. Thời gian gần đây, chợ có thêm hàng cá tôm tươi do người đi câu bỏ mối cho các cụ ông, cụ bà đem bán. Vì vậy, mặt hàng hải sản tươi sống đã làm cho chợ chồm hổm thêm đa dạng, các loại thực phẩm để người mua có nhiều chọn lựa. Gia đình đi nhà thờ La Vang trong đây, rồi sẵn ở đây mình đi mua cá, mua rau luôn. Tôi thấy mấy bác đứng bán ở đây nè. À, cũng tươi, bao nhiêu họ mới câu có thể trong vòng vài tiếng thôi, cũng tươi. Ừ. Rồi rau thì mấy bác cũng trồng ở nhà đó. Dạ. Tang lễ nhà thờ, đây là lúc chợ đông người mua nhất, đa số là người Việt. Có những món hàng các bà nội trợ phải đặt từ tuần trước, tuần sau đến lấy như cà pháo, dưa muối, hành, sả, tỏi, hẹ. Hầu hết mọi người mua bán ở đây đều gọi nhau bằng cái tên chính là sản phẩm mà họ bán ra, như ông cá, bà hẹ, cô rau, bà bí. Sản phẩm mang tên người trồng như một thương hiệu dân dã dễ thương. Để rồi khi về nhà, ăn một bát canh rau ngọt liệm, lòng ta lâng lâng như bỗng được trở lại với cây đa bến nước, nơi có những phiên chợ làng quê Việt. Chủ nhật nào em cũng ra mua hết. Dạ. Tại sao mình lại thích đi chợ ở đây? Dạ, tại vì cũng cái thói quen vậy, lại đâu đây tươi. Để anh thấy mấy bác tự trồng ra thích. Cảm ơn bà nhiều nha. Con người có rất nhiều nhu cầu khác nhau, không chỉ là vật chất mà là tinh thần, kể cả những hoạt động vật chất để phục vụ cho nhu cầu tinh thần đó. Nói cách khác, những ông bà người Việt ở Houston đã tạo ra sân chơi cho riêng mình là cái chợ ven đường vào mỗi sáng chủ nhật, để họ gặp gỡ nhau, trao đổi, giao lưu và thỏa mãn nỗi nhớ quê nhà. Chính những người dân cần cù chịu khó này là người thấu hiểu rõ, lao động không chỉ là quyền lợi, mà còn là nhu cầu của con người. Nếu không, bạn chẳng thể giải thích được vì sao họ không nghỉ ở nhà mà vui thích khi ra chợ chồm hổm bán những sản vật do chính mình làm ra. Lao động đã cho họ sức khỏe, đã cho họ niềm vui, và chính lao động đã trở thành động lực để họ thấy cuộc sống thêm ý nghĩa.